Chào cả nhà nhé. Hôm nay mình tiếp tục mình lại bão gió nó lại đi bộ về tới gần nhà rồi. Mình cũng tranh thủ mình làm cái cây này cho quý vị và các bạn xem cho nó vui nhá. Trước mắt thì cái cây này là cái cây mai thiếu thủy đấy. Bây giờ mình nhổ hết cái cỏ cho này đi và mình dọn lại những cái đế cho nó gọn gàng lại. Đó, mình đặt hết đi cho nó dễ làm nhé các bạn. Đấy, nhổ hết những cái lặt vặt nó mọc không đúng nơi đúng chỗ này, nó lộ cái đế, nhất đế thì nhì thân, tam tầng tứ tán, cái đế là quan trọng nhất. Các bạn làm cái gì cũng vậy, cái cây là các bạn phải dọn được cái đế nó lộ ra, nó sáng sủa ra đâu đó, lúc đấy mình phải tính được cái nào dư thừa, cái nào nên làm, cái nào nên bỏ, cái nào nên cắt đi, mình phải lọc lại hết. Đấy, những cái nào mình không cần thiết là mình bấm luôn. Đấy, mình dọn lên cho nó sạch sẽ đã, xong rồi đó mình cây mai chiếu thủy này thì các bạn uống thì các bạn phải tuốt lá đi thì nó sau này nó mới ra nó mới mạnh được. Trước hết là mình tuốt đấy, là mình tuốt đi thì sau này nó mới làm lại, nó mới ra, nó mới đều tán được các bạn. Chứ còn nếu mà mình không làm ấy thì mình không tuốt ấy thì nó không được, uống nó viếng cái lá đó. Mình dọn đi, mình tuốt hết lá đấy các bạn. Bây giờ mình chịu khó mình tuốt cái lá đấy, xong mình uốn lại cho các bạn xem, tuốt cho nó sạch. Đấy, tuốt hết đi xong rồi khi đó mình bắt đầu mình mới vào dây. Đấy, bây giờ mình vào dây cho các bạn xem. Đấy, đó, vào dây thì mình cứ nhúc nhắc mình quấn mình vào đó, sao cho nó đều. Đấy, uốn cho nó từ từ đã, mình không nên vội, tí nữa mình lại uốn lại lần nữa vì nó mới lần đầu tiên thì nó cũng không được đẹp được cái cây nào không ạ. Thì mình cứ nha nhận vào dây ấy. Mình làm được nhiều lớp thì nó mới đẹp được. Cái này nó đang là mọc từ từ trên đây, là buôn tàu bán bè không ăn dè lỗ miệng, tiết kiệm được cuốn sách mình lấy được cái dây cũ đấy. Đấy, mình quấn lại, thế là bây giờ cái dây mới thì nó nhiều tiền quá, mình muốn gỡ cái cây khác ra, mình quấn lại cái cây này nó chưa thành phẩm, mình cái dây đen này là được cái mình tháo ra mình lại quấn lại được. Đấy, cứ quấn theo chiều kim đồng hồ nha các bạn. Đó, nó cứ từ từ nhẹ nhẹ mình bẻ sao cho nó đúng cái tầm tay của mình. Cứ bẻ sơ một tí nữa mình lại uốn lại, bẻ từ từ thôi, tí nữa mình cắt giật hết những cái đầu cho nó gọn gàng lại. Bây giờ mình cứ vào dây đã. Cái này này, đấy, cái này là nó nhỏ hơn cái kia. Bây giờ mình vào cái tay này trước. Cái dây cũ này vậy, nhưng mà này, nói vậy đi, bây giờ mình không có tiền thì mình mua, mình nhặt những cái dây cũ này mình uốn lại cũng được, tiết kiệm được cuốn sách mà. Hoàn cảnh gia đình nó tùy theo cái hoàn cảnh mà mình cũng khó khăn thì thôi mình chọn cái dây cũ này mình cuốn lại tạm mình làm ấy, sau này nó thành phẩm nó mình tính sau. Đó, cuốn lại cái dây cũ này, cuốn lại xong cái này mình bẻ ra, cái này mình hai cái đỉnh nó cùng nhau thì mình bẻ ra, mình cái này mình làm tán. Đó, cứ từ từ mình bẻ, sau này mình lại bẻ một lần nữa. Cái lần đầu tiên này mình bẻ thì nó không đẹp đâu, nhưng mà mình bẻ vào đây ít bữa nữa cho nó thuần tí, mình bẻ lại lần nữa là nó đẹp hơn. Cho nên các bạn không nên vội, cây mà vội là nó không đẹp được. Đó, rồi sơ vậy đã, rồi mình lại đây, cái này cũng vậy, cũng dây cũ đó gỡ ra thì lại quấn lại. Nói cuộc sống mà nó khó khăn mà. Đó, gỡ ra, đấy, quấn lại đây. Hai cái nó đi đôi chung nhau thì cái nào nó to hơn thì mình làm nó ngọn chủ. Bây giờ mình cứ quấn vào đó. Đấy, cứ quấn hết đi, cái nào mình dựng ngọn, cái nào mình làm tay tán thì từ từ mình chia. Thì tôi làm nó cũng không được đẹp đâu, nhưng mong các bạn thông cảm nhé. Nếu các bạn thấy mà thật lòng thì đây là cái mình làm là sự đam mê thôi, thì nó cũng có gì sai sót thì mong tất cả các bạn thông cảm cho mình. Tại là mình đây là mình chỉ cho những người nào mà chưa làm bao giờ thôi. Tại là cái đam mê của mình ấy, mình mới hướng dẫn cho các bạn nào chưa biết. Còn nếu các bạn nào biết rồi thì cứ tham khảo cho mình, chỉ cho mình cái cách nào đẹp hơn ấy. Mình rất là chân thành, những người nào mà yêu cây là chỉ cho mình. Đây là mình làm nên là ai mà có cái cách nào hay hơn thì cứ đóng góp cho mình để mình học hỏi nhiều trên cái hệ thống mạng mà. Vì mạng là đăng lên là bằng tất cả những cái tình cảm xã hội. Nên là bạn nào mà thấy hay hơn thì chỉ cho mình. Còn đây là tôi làm, tôi theo cái gọi là cái sở trường của mình. Rồi mình biết làm, mình hướng dẫn những người nào chưa biết theo cái kiểu của mình làm, thì nó gọi là dễ nhìn thôi.
chứ còn thực sự cái đẹp thì nó không có đẹp được. Đây là mình cây lên mai này là mình uốn tứ diện đấy các bạn đó, nên là các bạn cứ đóng góp thật lòng bằng trái tim thôi. Vì cái nghề cây này là mỗi người chơi mỗi kiểu, không ai giống ai hết. Nhưng mà tôi thì cái cách của tôi làm theo cái kiểu là tự tôi nghĩ ra tôi làm, chứ nó cũng chả có học hỏi ai hết đó, nên là theo cái bản năng của con người đấy. Thì là mỗi người nó có cái ý, cái thế thì mỗi người mỗi kiểu, mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh. Nhưng mà tôi làm đây bằng cái tình cảm thật lòng, nhưng mà các bạn đừng có chê trách tôi, tội nghiệp tôi nhé. Còn nếu các bạn thấy hay thì đóng góp và chia sẻ những một cái tình cảm những người nào chưa biết, còn nếu mà ai biết rồi thì đóng góp cho tôi, còn ai chưa biết thì chia sẻ những người nào chưa biết tiếp lại chia sẻ cho nhau để người ta học hỏi trong cái lĩnh vực chơi cây mà cũng chả mất mát gì hết. Chứ cái chia sẻ này nó có mất cái gì đâu đó. Tôi làm nó là tôi bằng cái kinh nghiệm thôi. Cái chỗ này này nó bị gãy này, bỏ ra luôn đấy, bỏ luôn, nó bị gãy rồi, nó mềm quá. Thì sau này mình lại làm cho một cái tán đấy, nó theo cái hình thức khác đó. Đấy, cái tìm tạt bấm cái chỗ đấy đi, nó giòn quá khẽ bẻ, nhưng mà cái chỗ cái tay đấy nó cũng dư. Nói chung là mình không thiết lắm, mình ngoáy cho nó ngoẵng xuống, như là không ngoẵng thì thôi bẻ luôn, bỏ luôn đó. Bây giờ mình bẻ cái này, cứ từ từ mình bẻ đấy, mình cứ làm theo cái chiều thuận của mình đó các bạn. Chứ làm sao mà lắc đưa cho cái cây mà nếu mà nó thẳng thì nó đơ quá, nên là buộc phải uyển chuyển lắt léo thì nhìn cái cây nó mới có cái hồn được. Đã gọi là bonsai thì mình phải lắt léo thì nhìn nó mới uyển chuyển được đấy. Chứ còn nếu mà để thẳng thì nó đơ lắm, nên là mình cứ uyển chuyển sao. Sau này mình lại cắt giật tiếp, nếu mà các bạn có nhu cầu muốn mà nó cổ kính thì mình cắt giật nhiều lần. Còn bây giờ mình uốn sao chia đều ra tay tán cho nó dễ nhìn đã, rồi sau này nó đã có vào cái định hướng của nó rồi thì mình lại cắt giật lại, xong mình lại làm lại sau. Còn bây giờ mình cứ làm một lần lại. Cây mà chả bao giờ nó đẹp liền được một lúc đâu các bạn. Nó ở trên cây này nếu nó đẹp nó thời gian nó dài lắm. Đây là chẳng qua mình làm sao để cho nó dễ nhìn thôi. Còn nếu mà chơi nó giá trị về tương lai thì mình phải cắt giật nhiều lần nó thì nó mới đẹp được. Còn bây giờ mình làm sao cho cái cây nó dễ nhìn mà. Đấy, mình vào dây cái này, này mình vào tiếp. Chỗ này là cái cành nó to thì mình vào nhiều dây. Thì nhiều dây thì mình cứ đưa lên trên cái tán trên ấy, nó chia ra những cái chi đó, mình cứ quấn hết vào thì nó càng nhiều dây lên thì nó lại chia ra cái chi nhiều, thì lúc mình uốn vào cái chỗ to đấy thì nó không bị bẻ, nó không bị dập đó. Đưa hết những cái chi nào cần thiết thì mình cứ đưa hết, xong tí nữa mình lọc nào cái nào mà cần thiết thì mình lấy, cái nào không cần thiết thì mình bỏ, cứ uốn. Nói vậy chi làm nhiều lần nó quen, nhưng mà các bạn đầu tiên thì thấy nó khó vậy chứ tôi có biết cái gì đâu, chẳng qua cái sự đam mê của mình đấy các bạn. Cứ làm thôi, các bạn cứ uốn éo nhiều lần mà cấp nào nó cũng thành công mà. Có ai dạy ai đâu, ở đời mà bây giờ mình đi học hỏi nhau trên đây thì có người giỏi hơn thì người ta chỉ mình, còn mình không biết thì mình làm cứ đơn giản vậy ấy. Cứ uốn sao cho nó, cái chỗ này mình uốn sát vào cái chỗ cái thân mà mình cắt ấy, cho nó có đoạn rực vào trong một chút thì nhìn nó dễ nhìn. Bấm hết cái này cái ngoài này cho nó gọn gọn lại thì đã. Thì sau này rồi mình nó ra lớp nữa thì mình lại cắt sau, còn bây giờ mình cắt sơ sơ cho nó dễ nhìn đi đã. Còn cây mà chả ai bao giờ mà bảo mà uốn xong phát đẹp được liền đâu. Nói vậy chứ mình phải chờ chứ, cây mà một lớp làm sao nó đẹp được các bạn. Các bạn chơi thì các bạn biết. Nên là cứ làm sao cho nó dễ nhìn đã, rồi sau này mình cắt giật lại nhiều lần. Đấy, uốn sao cho nó lắt léo, sao cho nhìn cho nó có uyển chuyển một tí thì sau này cái cây nó có giá trị được. Đó. Đây, này mình phải gấp lại, uốn từ từ lại cho nó có cái uyển chuyển tí. Đấy, nên cho nó che lại cái chỗ cái này cái khuyết đó. Thì sau khi này mà cái vết sẹo nó to lên, càng ngày càng to thì dần dần nó lấp lật cái chỗ đấy thì nó sẽ đẹp. Cái cây mà mình chơi nóng thì cũng không nóng được đâu. Đó, uốn theo cái chiều kim đồng hồ của mình. Đó, cái này thì mình cứ nhanh nhẩn mình uốn sao cho mình chia cho nó cái tán đều đều ra. Rồi sau này mình cắt lại lần nữa. Tôi biết là tôi làm một lần đầu này thì nó không được đẹp đâu, nhưng mà mình cứ làm đi cho nó định hướng trước đi. Sau này nó ra rồi mình có thể mình lại nuôi những cái tán nó mọc sau đấy. Mình thấy đẹp hơn thì mình lại lấy tiếp. Còn bây giờ trước mắt mình làm sao cho nó dễ nhìn đã. Đó, nhìn sao cho nó hợp lý, sau này mình lại làm lần nữa. Chứ còn chả có ai mà làm bảo cái cây tôi làm cái là đẹp được luôn đâu. Nói về cái cây người ta chơi muốn đẹp mười mấy hai chục năm mới thành phẩm được chứ. Nhưng đây là mình làm theo cái uốn là mình làm nó dễ nhìn thôi. Chứ còn thực sự muốn làm cho cây đẹp ấy là mình phải làm thời gian nó dài lắm. Còn bây giờ mình làm sơ vậy để định hướng cho cái cây này nó có cái hồn đã. Sau này mình lại cắt giật lại nhiều lần thì nó mới giá trị được. Đó, mình cứ uốn xong rồi thì bây giờ chứ nó chưa có ngọn thì mình cứ uốn đi, xong là mình
nuôi cái ngọn sau, cái ngọn càng nhỏ thì nó càng cây nó càng giá trị. Đó, những cái nào nó dư thừa các bạn cắt đi. Đó. Bây giờ cái này này, chỗ này này nó biết là chưa có cái ngọn này, uốn luôn cái này lên chỗ hạ xuống đi. Đó, nó hạ xuống rồi nó làm cái tán. Còn mình nuôi một cái nhỏ lên. Đó. Uốn hết cho mình nuôi một cái nhỏ lên này, sau này đấy cái nhỏ này lắc là nó đều tàn thông đấy. Đó. Rồi cho cái đỉnh nó mình nuôi tiếp thì sau đó mình lại phải làm lại lần nữa. Chứ còn lần đầu thì nó không được đầy cái này, chỗ này đấy. Sau nó chia đều hết ra. Đó. Đó. Thì nên là các bạn cứ thì lần đầu này nó cũng được đẹp luôn đâu. Thì mình cứ gọi là làm hướng dẫn sơ sơ cho các bạn vậy, định hướng vậy cho các bạn nhìn nó dễ nhìn thôi. Còn sau này mình phải cắt giật, mình phải làm lại nhiều lần thì nó đẹp được. Rồi video đến đây là cũng gọi là ổn định kết thúc. Đây cái chỗ này là mình uốn uyển chuyển ra thì chờ. Đấy, thì video đây là kết thúc nhá. Rồi cảm ơn những người mà đã đam mê cây cảnh bonsai cho tương lai thì đóng góp cho mình cái gì mà sai sót các bạn cứ đóng góp tự nhiên nhá. Hoặc là ai có những trình gì mua cây hay là gì là cứ điện thoại cho mình chân thành cảm ơn các bạn. Cái ngọn này ở trên đỉnh nó hơi đơ, tí nữa mình sửa lại sau một tí, bây giờ này nó chưa nhìn rõ lắm. Rồi cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình đó, thì có gì các bạn cứ điện thoại cho mình.